Mới vào mà thấy cãi nhau là thấy có nhiều đấy. Mới gì vô mà đã chơi game phá game rồi, thanh niên Yasuo không được pick Nagarup mà đã phá thôi không sao. Rồi xin chào mọi người nha. Và mình là Vũ Minh đó mọi người. Nói một chút cho mọi người công ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nhá. Ở trên game này đó chính là mình sẽ trải nghiệm chơi cái trang phục vừa mới ra mắt của Kinross, đó chính là chú lính chi. Một cái trang phục bậc S cộng đầu tiên của Kinross. Sau bao nhiêu ngày đó chính là con ghẻ không phải con cưng các thứ đấy, cũng là những cái trang phục bậc A chưa bao giờ có bậc S. Thì ngày hôm nay Kinross cũng đã có một cái trang phục có hiệu ứng rồi mọi người ơi. Quá đỉnh. Rồi tầm này thì cứ farm thôi. Đâu đây, đâu đây? Thanh niên bỏ làng này. Đi lạc, ui nhột này rồi, làm hết rồi các bạn. Chỉ còn bạn vào húp thôi. Mình gõ hết rồi đấy. Rồi công nhận chém lực vậy, cái cảm giác thôi công nhận mà. Nói chung chỉ cần là có hiệu ứng thôi, không cần hiệu ứng đẹp hay xấu. Nó chỉ cần thay đổi hiệu ứng mặc định thôi là auto nó mạnh nó đẹp rồi anh em ạ. Bạn đòi về. Sao? Giờ tao về làm việc nhau. Ui tóc biến luôn à? Căng đấy. Có bay không? Ôi nó có bay thật đấy anh em ơi. Thôi chịu rồi. Có bay thì chịu nhá. À GG đi chán à. À khó chịu nhở. Thế là thanh niên Van Heo thích gáy kìa. Bạn gáy à? Bạn chờ đi. Mày gáy đi. Mày cứ gáy đi. Mới đầu game thôi. Ôi mà công nhận mới 6 phút thôi mà tem mình fit dã man men. Không sao nhá. Bây giờ phá trụ này xong rồi mình về vườn này. Không thấy tộc Pen ở trong chỗ bản đồ kìa. Khả năng cao tộc Pen ở đây đây, Yata vừa về rồi. Tộc Pen cũng đang ở đây thôi. Không sao, lời được trụ rồi. Bạn chưa nghe câu 30 chưa phải là Tết à? Bạn nghĩ sao vậy? Ôi mà công nhận trận này thề luôn, sau gặp tem tem chán thế. Thanh niên Yasuo đã phá game rồi mà không phải mỗi riêng Yasuo đâu. Mà thì ra là tem mình ông nào cũng phá game hết. Nhìn ông nào cũng đánh chán thật sự luôn. Nhột sao tao buda rồi, giờ thì về mày bay đi, không có lần hai đâu. Ấy à, mình có thể, nếu mà nó ở đây mình có thể tóc biến lên mình chơi nói rồi. Thôi pha đấy mà nó chỉ cần lên thêm một bước nữa là mình tóc biến lên mình chơi nó rồi đấy, do mình có băng xương mà. Ấy à, ghê nhở, sao giết được, tính toán hết cả rồi bạn ơi, lại chết. Ui thì ra là thanh niên John là con gái à. Ôi lại là Nhi. Đúng là woman, đàn bà là những niềm đau mà. Thật woman, nên mấy thật với anh em mình chưa bao giờ mà chơi trong một trận đấu mà chưa thấy có con gái, có một đứa con gái nào mà trong game chơi hay luôn đấy. Mấy thật chưa bao giờ mình gặp. Trừ nghĩa trừ mẹ gạo nhá. Giờ làm sao để mà gánh đi thật đấy chứ. Ấy á, tưởng có mỗi Pen. Tôi có mỗi Pen mình chơi thôi. Đây. Thằng Van Heo này là phải chết này. Thằng này bây giờ nó gáy mình hơi khó chịu nha. Mình phải giết thằng này trong đời. Nó trong đây đúng không? Đó. Ui chân mình sao đau thế. Không sao không sao. Nó vẫn chết. Nhơn. À mày. Không về AD ảo tưởng. Sao. Thì chứ cứ cố gắng kéo lết là về sau tay mình chơi được nha. Cố gắng kéo lết là đĩa đấm từ thằng một luôn. Ui chém đá thật đấy. Rồi giờ cứ phá trụ thôi. Có bách được. Tính ra là nếu mà cố gắng về lết thì tem mình vẫn khỏe. Tem bên kia có mỗi Toro với lại ba thằng pháp sư ấy. Vậy nên là mình sẽ chỉ cho anh em một cái trích cái mẹo. Khi mà gặp nhiều pháp sư thế này thì anh em cứ lên đồ kháng phép là được. Đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ lên cái gươm Urie xong rồi mình sẽ lên cái huân chương choi. Đó là mấy thanh niên kia không làm được gì đâu. Khỏe thế này cơ mà. Làm sao mà đánh được. Đấy. Ôi nhấn nhầm. Cái pha này thì nhấn nhầm anti mất. Đẹp thật, công nhận cảm giác. Chơi biết bao nhiêu năm rồi thật. Tính ra là mình chơi gần 2 năm rồi. Chơi gần 2 năm cái con Kinross này rồi. Chưa bao giờ cầm được cái trang phục coi ứng. Cuối cùng thì anh gà rán cũng đã hiểu tâm tư của anh em. Và đấy đã cho anh em một cái skin bậc S cộng thế này. Giờ thì vô. Trang phục boost 200% sức mạnh. Gì đây. Mày đoán hiếp bạn tao à? Mày đoán hiếp bạn tao ư? Nè, mình sẽ canh nó hết nội năng cho anh em. Đây, đấy, đây là cái lúc mà chúng ta sẽ xuống này đấy. Nó hết nội năng rồi đó. Hết nội năng rồi thì làm gì được. Hết nội năng thì chết thôi. Trời ơi.
hết nội năng còn đi đâu lung tung thế nhở. Đấy, bây giờ mình sẽ lên cái huân cho này, bởi vì bên kia pháp sư nhiều quá. Bên kia thằng Van Heo nó cũng lên đồ AP ấy. Đấy, bây giờ vừa nãy là mình không giết được đúng không? Pha này mình tự tin mình đấm nó cho anh em coi không này. Anh em xem pha này mình tự tin mình đấm cho anh em xem này. Này bạn ơi, vào đây. Vào đây, đúng rồi, vào đây. Vào đây, vào đây kiếm ăn. Trời ơi, bảo rồi. Vừa nãy yếu là do chưa có đồ kháng phép thôi. Có Gaburie đủ chơi ngay. Nhờ chúng tôi đâm vỡ mồm ngay. Thế giờ đơn giản đâu. Đơn giản không mà cái gì đâu. Đây giờ mình sẽ phá trụ lén tiếp này. Giờ mình sẽ phá trụ lén tiếp nha. Đấy đi phá trụ lén thôi. Tầm này phá trụ lén thôi, lo gì. Từ từ chờ xí. Đây rồi. Yo. Bữa tao bổ. Ui con này phá trụ phê dã man. Thề. Phá trụ nhanh ác luôn đấy. Phá trụ nhanh phải trưởng. Ê à, chơi được. Ôi trời ơi, thanh niên né. Thanh niên theo đắt né kìa, buồn cười quá. Không sao, trận này gánh được. Trận này tôi gánh được, anh em đừng cứ fit nhiều là được. Đấy, vừa nói xong fit luôn ạ. Thôi cây ăn con blue. À quên, ăn con cây sơn này. Cố gắng thua thì thua, nhưng ăn con cây sơn này vẫn là kèo được. Thằng Van Heo cho đây đúng không? Mình ghi thằng Van Heo cho đây đó. Mà không có à. Ăn blue được không? Cho blue đấy. Ok, đấy, cũng biết cho blue phết đấy. Cũng hiểu. Ôi, đồng. Thế này thì đông quá. Cái làm gì đây? Thằng này. Ao tường à? Bắt đầu đùa đùa đằng sau rồi. Đây, tao thấy chúng mày rồi. Ôi trời má, thằng Pet. Thằng Pet đứng sát mình không để ý luôn anh em ơi. Vãi nổi thật. Mình tưởng bị đứng mình dình được rồi. Ôi, sao? Vế, ồ. Tao về đây, làm gì nhau. Ăn red rồi tính. Thế trận này nhìn mấy thanh niên đánh chán quá. Gặp thêm, ôi, Nhi có nghỉ không? Trời ơi. Tao nói đàn bà những niềm đau mà, bảo rồi. 10 trận mà gặp đàn bà thì chắc không có trận nào luôn. Không có trận nào mà chia hay luôn. Thế cái gì ấy? Mình đoán là chắc chắn Van Heo với lại Theo Nát ở trong bụi này. Thề luôn, tao thế chắc chúng mày ở trong bụi thôi. Đó, tao nói rồi. Chưa về đâu. Nhìn trên map vừa nãy thấy trong đây mà. Đó, rồi xong. Hai thằng chết luôn, tao nói rồi đó. Hai thằng đi luôn rồi đó. Mày thấy con cá cầm phóng lượn bơi chưa? Đúng rồi đấy, lần đầu thấy đúng không? Đó. Mà mày thấy con cá cầm phóng lượn mà còn sơn màu chưa? Sơn súng chưa? À, sơn dao chưa? Mày nhơn. Xin nhẹ double kill luôn đấy. Con cá cầm phóng lượn đáng kinh được mà đã nó còn thêm nó còn sơn skin nữa thì mày tới công chuyện luôn. Ui rồi chém ui chém nhanh vãi. Thì về thôi, pha để về nha. Tập Ben kìa đấy. Pha vừa nãy mà không về là tập Ben vô nó cào phát là đi rồi đấy. Đấy win được rồi đấy. Trận này mình phải win bởi vì thanh niên mấy thằng bên kia nó thích gáy đấm cho nó. Gáy chúng tôi. Bạn xem coi, tí nữa mình ghi mình sẽ gáy lại nha. Do là mình có cái tính là giờ mà gáy sớm ấy thì sợ tí lại thua. Đấy nó lại gáy lại mệt lắm. Thế nên là tí nữa mà thấy thắng, tỷ lệ thắng rồi đấy, bắt đầu tới trụ nó phá rồi đấy, mình sẽ gáy. Thế nên Van Heo này thích gáy thì mình gáy cho nó được. Rồi xong, vừa nói xong lại thi nhau fit kìa. Ờ hay đúng rồi. Ờ được, giờ thì hay rồi đấy. Ừ ok, tạm được. Vừa nãy chê nhưng bây giờ chê được rồi. Được. Vừa nãy chê dở, bây giờ thấy khỏe đó. Mà không công nhận con John cuối game kiểu gì đẹp khỏe. Đấy, win rồi đấy. Trời ơi. Đâu, thằng nào đây gáy, thằng Van Heo đúng không? Gáy gì, mày gáy gì, gáy này, cái gì cơ. GG đi chắn quá hả? Bạn nói gì cơ, alo. Nhồn. Trời ơi. Cảm ơn anh em đã xem video mình. Nếu thấy video hay đừng quên là mình nói trên nào một like và đăng ký cho mọi người để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Bye anh em.